Chào các bạn. Theo yêu cầu của một số khách hàng hỏi chúng tôi về cái quy trình hoạt động của bộ ATS trong cái tủ điện MSB. Tiếp tục chuyên đề về điện công nghiệp của công ty Sunlight Electrical Việt Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ làm một cái video giới thiệu về cái quy trình hoạt động của hệ thống ATS bên trong tủ điện MSB do công ty Sunlight Electrical Việt Nam sản xuất. Đầu tiên, chúng tôi sẽ giới thiệu sơ lược về tủ điện MSB. Đây là tủ điện MSB do công ty Sunlight Electrical Việt Nam sản xuất. Tủ điện này dùng để cấp nguồn cho một cái trung tâm thương mại ở khu vực quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái ACB Q1 dùng để đóng cắt và bảo vệ nguồn vào cho tủ điện từ một cái trạm biến áp 1. Đây là cái ACB Q2 dùng để đóng cắt và bảo vệ nguồn vào cho tủ điện từ cái máy phát điện 1. Cái ACB Q1 và Q2 này nó liên kết với nhau tạo thành cái hệ thống ATS 1 của tủ điện. Ngõ ra của bộ ATS này được kết nối với một ICP Q3. Đây là cái MCCB dùng để đóng cắt và bảo vệ nguồn cho các cái phụ tải ngõ ra của tủ điện. Đây cũng là cái MCCB dùng để đóng cắt và bảo vệ nguồn và nguồn cho phụ tải ngõ ra của tủ điện. Đây là cái ICB dùng để đóng cắt và bảo vệ nguồn cho phụ tải ngõ ra của tủ điện. Các cái phụ tải ngõ ra của tủ điện này được gắn cái relay chạm đắc ớt phô. Đây là cái ICB dùng để đóng cắt và bảo vệ cho toàn bộ hệ thống tụ bù thứ nhất của tủ điện. Đây là các cái MCCB dùng để đóng cắt và bảo vệ cho từng bức tụ bù của hệ thống tụ bù một của tủ điện. Đây là cái relay điều chỉnh hệ số công suất một của tủ điện. Đây là các cái kilowatt giờ cho các cái phụ tải ngõ ra của tủ điện. Đây là cái relay chống sét lan truyền trên đường nguồn của tủ điện. Đây là cái màn hình HMI dùng để điều khiển và giám sát cái trạng thái on off của các thiết bị đóng cắt bên trong tủ điện. Đây là cái ICB Q4 dùng để đóng cắt bảo vệ nguồn vào cho tủ điện từ cái máy phát điện 2 của tủ điện. Đây là cái ICB Q5 dùng để đóng cắt và bảo vệ nguồn vào cho tủ điện từ cái trạm biến áp 2 của tủ điện. Hai cái ICB Q4 và Q5 này nó liên kết với nhau tạo thành cái hệ thống ATS2 của tủ điện. Ngõ ra của cái ATS2 này được kết nối với một ICB Q6. Hai cái bộ ATS1 và ATS2 liên kết với nhau thông qua cái ICB Q7. ICB này đóng vai trò là ICB coupler. Ở trạng thái bình thường thì cái ATS1 cấp nguồn cho phụ tải của ATS1 và ATS2 cấp nguồn cho nhóm phụ tải của ATS2. Cho nên là cái ICB Q7 này nó luôn luôn off. ICB Q7 chỉ được phép on khi tủ điện nhận được tín hiệu báo cháy và một trong hai nguồn ngõ ra của ATS bị sự cố và cần on cái ICB Q7 này để chia sẻ nguồn cho hai nhóm phụ tải của ITS để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là cái relay chống sét lan truyền trên đường nguồn của tủ điện. Đây là cái MCCB dùng để đóng cắt và bảo vệ nguồn cho phụ tải ngõ ra của tủ điện. Đây là cái ICB dùng để đóng cắt và bảo vệ nguồn cho phụ tải ngõ ra của tủ điện. Đây là cái ICB dùng để đóng cắt và bảo vệ nguồn cho toàn bộ hệ thống tụ bù 2 của tủ điện. Đây là cái relay điều chỉnh hệ số công suất thứ hai của tủ điện. Đây cũng là các cái MCCB dùng để đóng cắt và bảo vệ cho từng bức tụ bù của hệ thống tụ bù thứ hai của tủ điện. Sau đây chúng tôi sẽ giải thích về cái quy trình hoạt động của hệ thống ATS bên trong tủ điện MSB. Như đã giới thiệu ở phần trên thì cái tủ điện MSB này được tích hợp hai cái hệ thống ATS. Đây là một trong hai cái hệ thống ATS của tủ điện. Tại một thời điểm thì phụ tải của tủ điện được cấp nguồn từ một cái trạm biến áp hoặc là từ một cái máy phát điện. Vì vậy tại thời điểm đó chỉ có một trong hai cái ICB của hệ thống ATS được phép on.
Giả sử như tủ điện đang sử dụng nguồn từ cái trạm biến áp thì cái ICP Q1 sẽ on và ICP Q2 sẽ off. Nếu như tại cùng một thời điểm hai cái ICP Q1 và Q2 đều on thì sẽ xảy ra sự cố ngắn mạch nguồn giữa trạm biến áp và nguồn cung cấp từ máy phát điện. Vì vậy, hai cái ICP của hệ thống ITBS này được khóa chéo nhau. Tại một thời điểm, nếu như ICP Q2 on thì ICP Q1 không được phép on, hoặc là nếu ICP Q1 on thì ICP Q2 không được phép on. Với cái tủ điện MSB này của công ty Sunlight Electrical Việt Nam thì cái ICP của hệ thống ATS được khóa chéo nhau bằng hệ thống khóa cơ và điện. Đối với cái hệ thống khóa cơ thì chúng tôi sử dụng cái interlocker. Đây là cái interlocker của hệ thống ATS. Interlocker này nó sẽ khóa chéo giữa cái ICP Q1 và cái ICP Q2. Đối với cái hệ thống khóa điện thì chúng tôi sử dụng cái tiếp điểm của cái ICP để khóa chéo giữa hai cái ICP. Ngoài ra chúng tôi còn sử dụng khóa chéo trong cái chương trình điều khiển của cái ATS. Với cái hệ thống ATS của tủ điện MSB này thì ở trạng thái bình thường, phụ tải của tủ điện sẽ ưu tiên sử dụng nguồn từ cái trạm biến áp. Vì vậy, cái ICP Q1 đóng cách nguồn vào từ cái trạm biến áp này nó luôn luôn on, và cái ICP Q2 đóng cách nguồn từ cái máy phát điện luôn luôn off. Quan sát trên cái đèn báo trạng thái của ICP, ta thấy là ICP Q1 đóng cắt nguồn vào từ cái trạm biến áp đang on và ICP Q2 đóng cắt nguồn vào từ cái máy phát điện đang off. Tương tự, ta quan sát trên cái màn hình HMA, ta cũng thấy là cái ICP Q1 đóng cắt nguồn vào từ trạm biến áp đang on và ICP Q2 đóng cắt nguồn vào từ cái máy phát điện đang off. Khi nguồn cung cấp cho tủ điện từ cái trạm biến áp bị sự cố thì ATS sẽ gửi tín hiệu khởi động máy phát điện. Sau đó, ATS sẽ thực hiện off cái ICP Q1 để ngắt nguồn từ cái trạm biến áp. Khi cái ICP Q1 đóng ngắt nguồn từ trạm biến áp đã được off, thì sau một khoảng thời gian cài đặt, thì ATS sẽ thực hiện on cái ICP Q2 đóng cắt nguồn vào từ cái máy phát điện để cấp nguồn từ cho phụ tải của tủ điện từ cái máy phát điện. Khi phụ tải của tủ điện đang sử dụng nguồn từ cái trạm từ cái máy phát điện, nếu như nguồn cung cấp từ cái trạm biến áp được phục hồi thì ATS sẽ thực hiện off cái ICP Q2 đóng cắt nguồn từ cái máy phát điện, và sau một khoảng thời gian ATS sẽ thực hiện on cái ICP Q1 đóng cắt nguồn từ cái trạm biến áp để trở về trạng thái ban đầu của cái ATS. Sau đây chúng tôi sẽ giả lập cái nguồn cung cấp từ cái trạm biến áp bị sự cố để quan sát quá trình chuyển đổi nguồn của bộ ATS. Hiện tại ta thấy là ICP Q1 đang on và ICP Q2 đang off. Chúng tôi sẽ giả lập nguồn cung cấp từ cái trạm biến áp bị sự cố mắc pha. Khi nguồn cung cấp cho tủ điện bị sự cố thì sau một khoảng thời gian thì ATS sẽ thực hiện off cái ICP Q1. ICP Q1 đóng cắt nguồn từ trạm biến áp đã được off. Quan sát trên cái màn hình HMA ta cũng thấy là ICP Q1 đóng cắt nguồn từ trạm biến áp đã off, và sau một khoảng thời gian thì ATS đã thực hiện on cái ICP Q2 đóng cắt nguồn từ cái máy phát điện. Hiện tại là phụ tải của tủ điện đang được cấp nguồn từ cái máy phát điện. Quan sát trên cái màn hình HMI, ta cũng thấy là ICP Q2 đang on và ICP Q1 đang off. Quan sát trên cái đèn báo trạng thái của ICP, ta cũng thấy là ICP Q2 đang on và ICP Q1 đang off. Như vậy, hiện tại phụ tải của tủ điện đang được cấp nguồn từ cái máy phát điện, cho nên là ICP Q2 đang on và ICP Q1 đang off. Trong quá trình phụ tải của tủ điện đang được cấp nguồn từ cái máy phát điện, nếu như nguồn cung cấp từ cái trạm biến áp được phục hồi thì
ATS sẽ thực hiện ốp cái ICP Q2 đóng cắt nguồn từ cái máy phát điện, và sau một khoảng thời gian thì ATS sẽ thực hiện on cái ICP Q1 đóng cắt nguồn từ cái trạm biến áp. Sau đây chúng tôi sẽ giả lập nguồn cung cấp từ trạm biến áp được phục hồi. Quan sát trên cái màn hình HMA, ta cũng thấy là nguồn cung cấp từ trạm biến áp đã được phục hồi. ATS sẽ thực hiện ốp cái ICP đóng cắt nguồn từ cái máy phát điện, và sau đó sẽ thực hiện là on cái ICP đóng cắt nguồn từ cái trạm biến áp. Như vậy sau khoảng thời gian thì trạm biến áp được phục hồi thì ATS đã trở về cái trạng thái làm việc ban đầu, và hiện tại thì ATS đã sử dụng nguồn từ cái trạm biến áp để cung cấp cho các phụ tải. Quan sát trên cái đèn báo trạng thái của ICP, tôi thấy là ICP cấp nguồn từ cái trạm biến áp đã được on và phụ tải đang được cấp nguồn từ cái trạm biến áp. Sau đây chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra chức năng khóa chéo giữa hai cái ICP cấp nguồn từ cái trạm biến áp và cái ICP cấp nguồn từ cái máy phát điện của cái hệ thống ATS. Quan sát trên cái màn hình HMA thì hiện tại cái ICP Q1 cấp nguồn từ cái trạm biến áp đang on và ICP Q2 cấp nguồn từ cái máy phát điện đang off. ICP Q1 cấp nguồn từ cái trạm biến áp đang on, ta sẽ tiến hành điều khiển on cái ICP Q2 để cấp nguồn từ cái máy phát điện. Trên cái màn hình HMA đã hiển thị cái nút nhấn on off của cái ICP Q2 cấp nguồn từ cái máy phát điện. Ta sẽ tiến hành nhấn nút low để on cái ICP Q2 cấp nguồn từ cái máy phát điện. Ta nhấn nút close để on cái ICP cấp nguồn từ cái máy phát điện. Nhưng cái ICP Q2 cấp nguồn từ cái máy phát điện không thể on, bởi vì cái ICP Q1 cấp nguồn cái từ cái trạm biến áp đang on, cho nên là ICP Q2 cấp nguồn từ cái máy phát điện không thể on. ICP Q2 cấp nguồn từ cái máy phát điện chỉ được on khi cái ICP Q1 cấp nguồn từ cái trạm biến áp đang off. Chúng tôi sẽ thực hiện off cái ICP Q1 cấp nguồn từ cái trạm biến áp. Hiện tại là cái ICP cấp nguồn từ cái trạm biến áp đã được off. Ta tiến hành on cái ICP Q2 cấp nguồn từ cái máy phát điện bằng cách là nhấn nút close của ICP Q2. ICP Q2 đã được on. ICP Q1 cấp nguồn từ cái trạm biến áp đã off thì chúng ta mới có thể on cái ICP Q2 cấp nguồn từ cái máy phát điện. Lý do là hai cái ICP của hệ thống ATS này được khóa chéo nhau tại một thời điểm thì chỉ có một trong hai cái ICP của hệ thống ATS được phép on. Có thể tại một thời điểm thì cả hai cái ICP của hệ thống ATS cùng off, nhưng không thể hai cái ICP của hệ thống ATS cùng on. Chúng tôi vừa giải thích về cái quy trình hoạt động của bộ chuyển đổi nguồn ATS trong tủ điện MSB do công ty Sunlight Electrical Việt Nam sản xuất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các cái chuyên đề tiếp theo. Xin cảm ơn.